Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có đã theo dõi gần 2 phút bé Bơ đang tập luyện thể dục thể thao. Đây là một buổi thể dục thể thao của bé Bơ đấy ạ. Và các bác có biết không, các bác anh các chị có biết là trong vòng 20 ngày vừa rồi bé Bơ đã đang gần chinh phục được cái mục tiêu bé Bơ còi kĩnh, trở thành bé Bơ bụ bẫm rồi. Các bác theo dõi Bơ từ những ngày đầu tiên thì các bác có thấy bé Bơ trông chũng chĩ hơn hẳn không ạ? Và một số những bí kíp mà mẹ cháu đã áp dụng để bé Bơ được như hôm nay, đó là những ngày đầu tiên trở về thì mẹ cháu cho cháu chơi cái đồ chơi này. Ui, bé Bơ tỉ, yeah, bé Bơ được rồi, thích quá. Đấy, cháu rất thích chơi cái này luôn, cháu rất thích chơi cái đồ chơi này. Và bé Bơ nghịch, bé Bơ nhảy lên để với, thì cũng đấy chính là một cách để cho bé vận động, cháu vận động. Và thứ hai là mẹ cháu cho cháu xuống sân tập thể dục. Thứ ba là mẹ cháu cho cháu đi cùng với cả bé sữa nữa, đi chơi khắp phố phường. Đấy, vẫn là đấy vẫn chính là một bí kíp là thể dục thể thao, tăng khả năng tiêu hóa, vận động cơ thể để cháu có thể ăn ngon miệng hơn. Và thứ hai là mẹ cháu cho cháu uống sữa Bio for Pet. Và sữa này thì mẹ cháu đã chia sẻ rất là nhiều rồi cho cháu uống. Mẹ cháu cũng đã chia sẻ rất nhiều tên sữa, rồi là giá là 30.000 đến 35.000. Ở chỗ khu nhà cháu thì mua lẻ là 35.000. Nếu mà mua cả một bịch lớn thì tính ra chỉ 30.000 thôi. Nhưng nếu mà mua lẻ thì là 35.000. Đó, sau đó thì mỗi một bữa mẹ cháu pha cho cháu một bình, cho vào bình sữa màu hồng đó, bình sữa của bé Bơ, bé Bông cũ ấy. Thế và đi kèm trong đó là mẹ cháu cho cháu 5 viên B1. Những ngày nào mẹ cháu ở nhà thì mẹ cháu cho cháu uống được khoảng tầm 3-4 cữ sữa, 3-4 cái bình sữa nhỏ như vậy. Thì nếu mà uống 4 lần sữa thì mỗi lần khoảng 3 viên B1 thôi. Còn nếu uống được 2 lần thì là mỗi ngày là 5, mỗi lần là 5 viên, cả ngày thì là 10 viên B1. Đấy là cách thứ hai. Còn cách thứ ba là mẹ cháu cho cháu ăn thịt thăn, thịt nạc thăn ạ. Đó. Và cách thứ tư là mẹ cháu cho cháu uống thi thoảng uống một lần vitamin ạ. Gói P vitamin dành cho các con thú cưng. Và hôm vừa rồi mẹ cháu cũng đã chia sẻ cái hình ảnh rồi. Cái cách thứ 5 là mẹ cháu cho cháu ăn hạt của Thái Lan. Và đợt này hết hạt Thái Lan rồi, mẹ cháu sẽ đổi cho cháu sang hạt của Hàn Quốc. Và vừa rồi được nghe một cô ở trên YouTube, cô chia sẻ về hạt can anh, mẹ cháu sẽ đi mua hạt can anh về cho cháu ăn. Đó, đấy là thứ 6. Còn bí kíp số 7 là mẹ cháu cho cháu uống nhiều thay nước sạch thường xuyên để cho cháu uống nước sạch. Cháu uống được nhiều nước sạch nó cũng tốt cho cơ thể, nó sẽ làm cho cháu đỡ hại thận khi mà cháu ăn hạt. Đó. Và biện pháp thứ 7 là ngâm hạt với cả sữa, vẫn là sữa bột Bio for Pet. Và biện pháp số 8 mà mẹ cháu áp dụng để cho bé Bơ được mộng mũm mĩm như thế này là cho cháu vận động xong thì mẹ cháu sẽ cho cháu tắm. Và bây giờ thì hiện tại mẹ cháu cũng đã tắm được cho cả hai bé Bơ sữa rất là ngoan trong cùng một cái bồn rửa rồi. Trong cùng một cái bồn rửa rồi. Ô bé đã nhặt được rồi này. Cháu đã nhặt được rồi này. Thế là mẹ thua rồi. Cháu đã nhặt được và cháu đã tóm gọn được rồi. Đó, thì mẹ cháu đang quay cho nên là mẹ cháu cũng đành phải thua nó thôi. Đó. Thì và biện pháp tiếp theo là cũng theo chia sẻ của một bạn ở trên YouTube ý, là sẽ cho các bé này ăn ức gà. Đó, thì mẹ cháu cũng sẽ áp dụng. Còn đâu là cái màn mà cho ăn thịt sống thì chắc là mẹ cháu không áp dụng đâu. Bởi vì là mẹ cháu cũng là cái người thiên hướng ăn chay nhiều. Cho nên là
Chắc là mẹ cháu sẽ không cho ăn thịt sống đâu. Mẹ cháu cho cháu ăn thịt 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 nạc thăn thôi. Khi mà mẹ cháu nấu và thì mẹ cháu nấu hàng ngày, tức là thịt hầu như là thịt của bé bơ thì được mẹ cháu mua hàng ngày để mẹ cháu nấu mì cho mẹ cháu. Thế và mẹ cháu dành cho cháu khoảng 3-4-5 miếng, cháu ăn luôn, và hầu hết là thịt của cháu đều là thịt tươi ngon ở trong ngày, chứ mẹ cháu không để trong ngăn đá và cũng không để tủ lạnh, cũng nói chung bất đắc dĩ thôi. Bất đắc dĩ có để thì cũng chỉ để một hôm thôi, để tủ ngăn đá một hôm thôi, sau đó thì lại luộc luôn cho cháu ăn. Và nấu mì cho mẹ cháu thì cũng là cho cháu. Thế và cách tiếp theo là cho cháu ăn pate, thì cái cách này mẹ cháu chưa áp dụng, cái này là mới học hỏi ở trên YouTube. Và cách tiếp theo nữa là cách số 10, đó là cho các cháu uống bột khoáng Wow, là W-O-W viết hoa đó, mẹ cháu cũng mới học được và mẹ cháu cũng sẽ áp dụng trong những cái ngày tới. Thế và hiện tại cháu đã ăn hết hạt rồi, cháu đã ăn hết hạt Thái Lan rồi, thì chắc là ngày mai, tối ngày mai mẹ cháu sẽ đi mua hạt can anh cho cháu ăn ạ. Đó. Thế và hành trình để trở thành bé bơ bụ bẫm vẫn còn chục ngày nữa để cháu trở thành bé bơ bụ bẫm, các bác cùng cổ vũ cho cháu nhé. Xin cảm ơn các bác để được nhận được những cái video tiếp theo của bé bơ. Các bác ủng hộ cháu bằng một là like hoặc một subscribe để thường xuyên nhận được thông tin của bé bơ. Bé bơ còi, hành trình bé bơ còi trở thành bé bơ bụ bẫm nha. Con cảm ơn các bác. Đó, các bác hôm nay các bác thấy con trông xinh không ạ? Tại vì hôm qua con vừa được tắm, con vừa tắm cùng với cả chị Sữa đấy ạ. Các bác đã xem cái video tắm cùng chị Sữa của con chưa? Đó, các bác thấy ngạc nhiên không? Con tắm rất đoàn kết cùng với chị Sữa, không có kêu ca gì hết luôn. Mặt mũi xích nhăm ạ. Và một bí kíp nữa đó là cho các bé sống trong một cái không gian khá là rộng và không nhốt các bé. Đó, nhà của mẹ, nhà của Nhung thì Nhung để cho bé chạy nghịch cả trong phòng khách, cả phòng ngủ và cả ban ca, hai cái ban công. Đó, và bé rất là thoải mái. Đấy, bây giờ thì kết thúc 10 phút mẹ cháu quay về bé bơ rồi. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi nha.